thưa công Trần, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì hôm nay công Trần nhận được cuộc gọi của anh Tỵ, hiện nay đang sinh sống ở tại Bình Dương các bạn, để sang ghi nhận thông tin. Theo anh Tỵ chia sẻ thì có thể là anh Trần Quốc Tuấn là người anh thất lạc của anh ngày xưa, thì có thể là cũng giống ca sĩ RanDy. Thì mình sẽ đến đây để mình phỏng vấn trực tiếp anh như thế nào. Kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi hết video nhé. Thì hôm nay em cũng từ trên Biên Hòa thì em cũng xuống đây Bình Dương để cái thứ nhất là cũng hỏi thăm sức khỏe gia đình mình. Và cái điều thứ nhất, điều thứ hai thì em cũng nghe được thông tin gia đình mình hiện nay thì cũng đang đi tìm người thân, mà theo như nguồn tin gia đình mình cung cấp ấy, thì là người thân của anh tên là Trần Quốc Tuấn. Yeah. Trần Quốc Tuấn này năm nay khoảng bao nhiêu tuổi anh? Trần Quốc Tuấn năm nay nếu mà theo người lớn kể lại đó, thì nó khoảng từ năm 70, 69, 70. Dạ, sinh năm 69 hoặc 70 vậy ha. Dạ. Rồi anh cho em hỏi họ tên của anh đầy đủ là gì vậy? Tên của anh là Đặng Minh Tỵ. Đặng Minh Tuyền. Đặng Minh Tỵ, Tỵ đi dài. Tỵ rắn đi dài. Dạ. Tỵ ha. Đặng Tỵ. Dạ. Dạ. Hiện nay thì cái gia đình mình này sống ở đây chắc lâu rồi ha anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Chưa. Thì anh cho em hỏi là cái thông tin như thế nào, thì người thân của anh là thất lạc từ năm bao nhiêu năm? Anh sinh chính xác nhất là năm 74. Bởi vì giấy tờ đó là ông anh làm sao á, đó làm trước đó là tới 4 anh em, 4 anh em là kiểu dạng em của anh Tuấn á, là từ ông anh này, tới 4 anh em là làm từ năm 70 này, 71, 72. Là mình là làm cái năm sinh đó, làm giấy tờ á. Dạ. Năm sinh 72. Dạ. Nếu mình sinh năm 74. Dạ. À. Thế còn là anh mà bị thất lạc cái là sinh năm từ 69 đến 70. Đúng rồi, nằm khoảng 69 70. Dạ. Vậy là cái nguồn tin này theo gia đình mình được biết thì đây là chắc là mẹ của anh ngày xưa là thông tin cho anh hay sao, như thế nào anh? Thông tin ngày xưa anh nghe nó là kể lại nó là mẹ hồi đó cũng là có một đứa con. Dạ. Một đứa con riêng. Dạ. Trước khi về sống với ba. Rồi sau đó là kiểu về sống với ba là ba cũng có một bên con là bên của ba đó. Dạ. Cũng có một người 5 người con, nhưng mà vẫn đó mà mẹ lớn chết á, nó mới có để lại một đứa con là bằng tuổi với anh Tuấn á. Dạ. Là mẹ cũng đang có đứa con nữa, là ba mới rước mẹ về ở, là cũng chiếu là chăm sóc cái đứa con của bên ba luôn đó. Dạ. Rồi sau đó cũng được 4 tuổi 5 tuổi gì đó. Dạ. Là bên hai bên mới nghe lục đục đến cái người con riêng á. Dạ. Mà mẹ mới đem về gửi cho ngoại. Dạ. Gửi cho ngoại trong đó là cái thời gian rốt khoảng chừng 1 năm hay gì không, mình không nhớ nữa, nghe. Dạ. Ta kể lại thôi. Dạ. Sau đó là mẹ mới đi về ngoại mới tìm lại đứa con đó đó là. Dạ. Ngoại nó là thất lạc cho người ta không hiểu mình, tới từ đó tới bây giờ cái dạng như là mình không có biết được, không biết không tin gì với người anh luôn. Dạ. Như vậy sau này cũng không có tin gì nhiều bên gì cái tích năm rồi năm nay á. Dạ. Dẫu mẹ nó linh tính, có cái linh tính gì đó, mẹ gửi cái linh tính đó là cái thông tin của anh RanDy nè, Trần Quốc Tuấn nè, nên tìm mẹ nè. Đó mình nổi lên cái kênh đó cho mình xem, mình mới nói không lẽ là mẹ có gửi cái linh tính gì cho mình. Dạ. Sau đó là mình cũng không có tin tưởng lắm. Dạ. Sau ngày dỗ của mẹ ngay ngày trong vòng có 10 bữa nửa tháng gì đó là ngày dỗ của mẹ. Dạ. Mình mới có thông tin đó kiểu dạng như mình giấy mẹ đó, nếu mà mẹ có đúng cái kiểu dạng con của mẹ đó, thì mẹ cho cái xin được cái keo hay cái gì đó để mình biết thông tin để mình đi tìm. Thì mình cũng y như vậy, là mình làm xin có một cái mọc được thì mình nói vậy, thì là, chắc là nếu mà vậy thì mẹ nó cho thông tin đó là để mình đi tìm anh đứa mình. Dạ. Thì theo cái nguồn tin anh hiện nay anh thông tin ấy, thì lúc khi mẹ anh mất đúng không ạ, thì có nhiều cái còn là cái thông tin như kiểu anh một cái giấc mơ gì đó đúng không ạ, mẹ anh thông báo, đúng không ạ? Báo cho gia đình mình là hiện nay là anh ca sĩ RanDy là có thể thôi nha, có thể thì là người thân, có thể là con của mẹ hoặc anh em của anh, phải không ạ? Yeah. Thì vì vậy cho nên anh mới thông tin cho em để em được nắm bắt. Yeah. Thì trước hết thì em cũng nói chung là em cũng cảm ơn gia đình mình. Thì em sẽ ghi nhận cái thông tin này. Thì hy vọng là nếu một cái gì đó nó yeah, hy vọng là có gì đó nó trùng hợp hoặc là biết đâu rồi đúng thì sao, đúng không ạ? Bởi vì thông tin thì nó hiện nay thì cái thông tin mà đi tìm ca sĩ RanDy thì nó cũng rất nhiều. Yeah. Nhưng mà hiện nay nó vẫn chưa có kết quả. Thực sự là đến giờ phút này chưa có kết quả. Mà cũng chưa ai biết là người nào tới đây là người đúng. Đó. Thì vì vậy thì anh ghi nhận cái thông tin này, em cũng hy vọng có một cái gì đó nó có thể là trùng hợp. Yeah. Thì nếu đúng thì là cái quá tốt, mà không đúng thì có thể là mình sẽ tìm hướng khác. Có thể là mình cũng tìm một người anh em gì đó, nhưng mà để ai biết, ai đâu đó biết cái thông tin, đúng không ạ? Để có thể là anh em được gặp nhau, được đoàn tụ. Yeah. Thì mẹ có báo mộng như vậy mình cũng chưa chắc là cái nhận đúng hay không. Yeah. Trước mắt đó là mình cứ tìm một cái thế nào chứ mình cũng chưa có báo với người đó biết được. Yeah. Hiện dạng mình chỉ biết cái mẫu ADN của người đó thôi. Để yeah, sau này mình có thể mình có hợp mẫu hay không để mình mới báo cho người ta biết được. Dạ. Yeah. Nếu mà xét nghiệm ADN đó. Dạ. Yeah. Để mình cứ đang ăn khi nào mà xét nghiệm ra không phải gì cũng đúng rồi, thì nó cũng nó không có hay, dạ, không hay lắm, dạ. Ừ. Chứ mình bây giờ mình cứ khẳng định 100% mà nó không đúng thì nó đúng được, dạ. Ừ. Bởi vì cái này không ai nói trước được, dạ, đúng rồi. Dạ. Đôi khi nó chỉ có 1% nhỏ bé nhưng mà nó lại đúng, nhưng đôi khi chúng ta khẳng định là 99% nhưng nó lại chưa phải là đúng. Ừ. Vì hiện nay thì cũng có rất nhiều người đã xét nghiệm rồi, nhiều người cũng đã nói là đây là mẹ hoặc đây là anh em đúng 100%, nhưng mà nó cuối cùng là nó lại không có phần trăm làm. Dạ. Cái là nhiều khi không phải trên đời đi nữa, nhưng mà ảnh cũng biết thông tin mà có thể người khác cũng có thể gặp được. Dạ. Thì cái thông tin này gia đình mình được biết lâu chưa anh? Cũng mấy năm trước, năm nay thôi, chứ mình không có, mấy năm trước mình không có ấn tượng gì hết, dạ, không có ấn tượng gì hết. Dạ. Vậy năm trước gần đám dỗ mẹ rồi mình mới coi được cái clip này, mới có cái linh tính gì đó cho mình, dạ, biết thôi chứ. Dạ. Nhìn anh thì cũng có nét gì đó, cũng có thể là cũng hơi nhăn nhác một xíu. Ừ. Có ông anh thì nó giống hơn. À, anh trai của ông anh thứ 8 á. Dạ. À. Mình nó giống hơn. À vậy à, giống y luôn à. Cũng dạ, có gửi cái clip cho anh. Dạ. Đấy đó. Dạ. Nó hơi giống nhiều hơn. Dạ. Anh bố mình còn, sao à? Bố còn. Bố nếu mà cái người mà bố của ông anh Tuấn á thì nó mất rồi, còn bố anh thì còn. Dạ. Nhưng mà thất lạc hồi đó thì mình không biết bố anh Tuấn là ai, bởi dạ, vì chỉ biết mẹ có anh Tuấn vậy thôi chứ dạ, không biết bố anh Tuấn là ai. Dạ. Nhưng mà cái thông tin mà Trần Quốc Tuấn này là mẹ của anh thông tin cho anh hay là? Hồi đó là mẹ là có một con tên Tuấn. À. À. Tên Tuấn nếu mà nói thì kiểu dạng như tên thì cũng có một cái clip một cái linh tính gì đó báo là cho mình xem là như dạng như là Trần Quốc Tuấn này anh nên đi tìm mẹ. Dạ. À. Đó là lấy lên cho mình một cái hy vọng gì đó, mình đi tìm gì đó thôi, chứ mình cũng không có chắc là kiểu dạng như là anh mà mẹ mình hồi đó là kiểu dạng như là đang trói lại cái gì đó, vì mẹ mình không có đang trói gì hết. Thì em cũng ghi nhận cái thông tin gia đình mình chia sẻ, em cũng đăng tải nội dung này lên. Hy vọng ở đâu đó, ví dụ cái người anh em của anh mà biết được mà cái thông tin nó cụ thể như vậy thì có thể liên hệ cho gia đình mình. Đó. Thế còn cái này mà kết quả cuối cùng thì là phải xét nghiệm, dù rằng anh em đúng hay không đúng nhưng mà kết quả cuối cùng là phải xét nghiệm. Đó. Thì em cũng hy vọng là trong thời gian tới thì được rất nhiều cô chú anh chị trong và ngoài nước biết đến những cái video như thế này để chia sẻ để tất cả những mọi người có thể thất lạc người thân, cha tìm con hoặc là mẹ tìm con, anh tìm em, đúng không ạ? Mà cũng hy vọng là trong thời gian tới thì được rất nhiều người đồng tình những các cái câu chuyện này. Có nghĩa là không có ai ai phản đối những cái câu chuyện này. Đây là không phải là vì lý do là anh ca sĩ RanDy này anh ấy giàu có mà nhà mình đi tìm, đúng không ạ? Mà đây là một cái sự trùng hợp, có thể là Trần Quốc Tuấn thì theo gia đình mình cung cấp, bởi vì cái thứ nhất, điều thứ hai là có nhiều nét giống tương đồng mà có thể là giống anh em của anh, chứ không phải là vì lý do là anh ấy giàu có hay là anh nghèo khổ mình đi tìm là không có đúng như vậy. Sức thông cảm mà phải hiểu được cái câu chuyện. Đây là muốn tìm người thân, tìm thân nhân, chứ không phải tìm người để giàu hay tìm người để nghèo. Anh hiểu không? Đó, thì em muốn chia sẻ cái câu chuyện như vậy. Dạ. Kiểu dạng như là mình nghĩ bây giờ là mình cứ nghĩ mẹ đó thông tin cho mình như vậy rồi mình cứ nghĩ vậy lại là anh của mình đi, dạ. Chứ mình cũng không tìm gì vì dạ. Mình cái năng này nó tế nhị lắm, dạ, không đúng phải rồi. Là kiểu dạng như là đúng. Mình để mình tìm người nổi tiếng để mình tìm nó làm người thân, đúng rồi. Nên vì mình rất lâu em cũng đâu có gì thông tin gì đến ai đâu, dạ. Anh chỉ nghĩ vậy thôi, dạ. Còn ai cứ tìm, ai cứ thử ADN thì cái việc thử mà dạ. Nhiều kiểu cũng chưa có cần lắm, dạ. Bởi vì mình cứ nghĩ trong tâm mình vậy thôi được rồi, dạ. Không cần gì để. Nhưng bây giờ nếu mà em nghĩ đây, nếu mà giờ có tìm ra đi nữa thì kiểu dạng đúng anh em đi nữa thì cũng là nhận anh em đi thôi, chứ mình cũng đâu có xa lạ, mình cũng đâu có biết gì được, vì bao nhiêu năm xa cách rồi, dạ đúng. Thì nó cũng đâu có ấy gì đâu, chỉ biết là cho anh tìm lại cái nguồn gốc của anh ở đâu, dạ, thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái thứ nhất gia đình mình cũng muốn tìm một cái nguồn gốc, xem là cái người anh em của mình bị thất lạc bao nhiêu năm đó là ai, và cái người ví dụ như chúng mà như anh ca sĩ RanDy bây giờ anh muốn tìm người thân là anh muốn biết thực sự là cái câu chuyện đã kết thúc, đúng không ạ? Bởi vì anh không phải đi tìm nữa, anh biết là mẹ của anh là ai, anh em của anh hiện nay đang là ai, thì anh ấy kết thúc một cái câu chuyện chẳng hạn. Bởi vì anh ấy tìm cũng rất nhiều năm nay rồi nhưng mà hiện nay cũng chưa có một cái kết quả tốt đẹp. Yeah. Thì em cũng cảm ơn anh, cảm ơn gia đình mình chia sẻ cái thông tin này. Phải nói là những cái thông tin như thế này là vô cùng quý giá. Đó. Bởi vì có như anh hoặc có những các bà mẹ khác lên tiếng thì nhiều người khác mới dám lên tiếng. Bởi vì thời xưa thì nó không phải một mình mẹ của anh sinh một người con trai như vậy, mà có thể là nhiều bà mẹ. Đó, nhưng nhiều bà mẹ có thể là bây giờ vì một số vấn đề lý do người ta chưa dám lên tiếng. Đó. Thì em hy vọng là trong thời gian tới thì nhiều người lên tiếng mạnh mẽ lên. Đó, để tìm lại người thân của mình. Em cũng chúc anh và toàn thể gia đình anh mạnh khỏe anh nhé. Dạ. Dạ, cũng chúc gửi đến lời cảm ơn đến các em và dạ. Những cộng đồng, những người mà đi con dạ. Tìm lại được người thân, người gia đình cho mình dạ. Dày. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước thì cho phép công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.